Tiếng tim thứ nhất, T1, được tạo ra do sự đóng lại của van 2 lá và van 3 lá. Nó tương ứng với thời điểm kết thúc của thì tâm trương và bắt đầu thì tâm thu của tâm thất. Các em hãy lắng nghe tiếng T1 trong nhịp tim của bệnh nhân dưới đây. Thành phần 2 lá của tiếng T1 được nghe thấy tốt nhất ở mõm tim, và thành phần 3 lá của tiếng T1 được nghe thấy rõ nhất ở khoảng gian sườn 4 cạnh bờ trái của xương ức. Thông thường, tiếng T1 là một tiếng có âm sắc cao, do đó được nghe thấy tốt nhất bằng cách sử dụng phần màng của ống nghe. Độ mạnh của tiếng T1 phụ thuộc vào tính toàn vẹn và độ mềm dẻo của các lá van. Khoảng PR trên điện tâm đồ, khoảng PR quyết định tốc độ của quá trình đóng lá van, sức mạnh của khối cơ tâm thức. Có hay không có sự tồn tại của tình trạng hẹp hoặc hở van, vị trí của các lá van và cuối thời kỳ tâm trương và độ dày thành ngực của bệnh nhân. Vai trò của những yếu tố này được thảo luận ở phía dưới đây. Khoảng PR quyết định thời gian tâm nhĩ đổ máu xuống tâm thất. Khoảng PR càng ngắn thì tâm nhĩ càng có thời gian để đổ máu xuống tâm thất, làm cho tâm nhĩ phải co bóp mạnh hơn. Từ đó làm cho các lá van nhĩ nhất sẽ tách rời nhau ra xa hơn, dẫn đến tiếng T1 lớn hơn. Thêm vào đó, nhịp tim nhanh liên quan đến khoảng PR ngắn sẽ làm cho áp lực trong tâm thất thời kỳ tâm thu tăng lên với tốc độ nhanh hơn trong mối tương quan với tâm nhĩ. Từ đó sẽ làm cho van nhĩ thất đóng lại mạnh hơn và làm cho tiếng T1 to hơn. Tương tự, nếu như khoảng PR kéo dài, tâm nhĩ sẽ có nhiều thời gian hơn để đổ máu xuống tâm thất, và các vá lan nhĩ thất sẽ tách rời nhau ít hơn vào cuối thời kỳ tâm nhĩ co, dẫn đến sự đóng lại yếu hơn và từ đó tiếng T1 sẽ nhỏ hơn. Các em hãy nghe lại tiếng tim bình thường của bệnh nhân. Vị trí của các lá van vào cuối thời kỳ tâm trương của tâm thất cũng quyết định độ mạnh của tiếng T1. Nếu như các lá van cách nhau càng xa vào thời điểm bắt đầu thời kỳ tâm thu, nó sẽ đóng lại với tốc độ nhanh hơn và tiếng T1 sẽ to hơn. Tương tự như vậy, nếu như các lá van nằm càng gần nhau vào thời điểm bắt đầu thời kỳ tâm thu, khoảng cách mà chúng di chuyển sẽ ngắn lại và từ đó tiếng T1 sẽ nhỏ hơn. Các lá van sẽ tách nhau xa nếu như có gradient tăng qua các lá van, ví dụ như trong trường hợp hẹp van 2 lá hoặc hẹp van 3 lá. Trong trào ngược van 2 lá, các lá van sẽ không va vào nhau một cách hoàn toàn giống như trong trường hợp bình thường, dẫn đến tiếng T1 sẽ rất yếu. Trong trường hợp hở van động mạch chủ cấp tính, thể tích cuối tâm trương của tâm thất trái sẽ tăng lên rất nhanh và từ đó đạt được một sự cân bằng áp lực giữa tâm nhĩ và tâm thất nhanh hơn, dẫn đến sự đóng sớm của van 2 lá và tiếng T1 sẽ yếu hơn rất nhiều. Bây giờ các em hãy nghe tiếng T1 trong trường hợp bệnh nhân bị hở van 2 lá và bệnh nhân bị trào ngược van động mạch chủ cấp tính. Chú ý có tiếng thổi, nhưng các em hãy bỏ qua tiếng thổi và chỉ tập trung vào độ lớn của tiếng T1. Đầu tiên, bệnh nhân bị hở van 2 lá. Tiếp theo, bệnh nhân bị hở van động mạch chủ cấp tính. Tiếng T1 sẽ yếu khi có một sự tăng lượng mô giữa quả tim và ống nghe, chẳng hạn như trong trường hợp tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, khí phế thủng, tràn khí màng phổi và những bệnh nhân bị béo phì. Tương tự như vậy, ở những bệnh nhân gầy thì quả tim sẽ nằm gần thành ngực hơn và tiếng tim sẽ được truyền tốt hơn đến ống nghe, từ đó tiếng T1 sẽ to hơn. Những bệnh lý làm tiếng T1 lớn bao gồm tăng gradient qua van, chẳng hạn như trong trường hợp hẹp van 2 lá, hẹp van 3 lá và u nhầy nhĩ trái, tăng sức co bóp của tâm thất, chẳng hạn như trong trường hợp nhịp tim nhanh, các tình trạng tim tăng động, chẳng hạn như thiếu máu, sốt, nhiễm độc giáp, tập thể dục và sử dụng các thuốc làm tăng sức co bóp của cơ tim. Khoảng PR ngắn, chẳng hạn như trong trường hợp nhịp tim nhanh, hội chứng tiền kích thích, chẳng hạn như sa van 2 lá, những bệnh nhân gầy. Bây giờ anh sẽ cho các em nghe một tiếng tim với tiếng T1 lớn, T2 nhỏ. Thank you.
Tiếng T1 có thể thay đổi cường độ trong những bệnh lý có khoảng PR thay đổi hoặc những bệnh lý có sức co bóp của tâm thức thay đổi. Những bệnh lý làm cho khoảng PR thay đổi bao gồm lóc nhĩ thấy độ II mobile 1, ngộ độc digitalis, rung nhĩ và nhịp nhanh thất kèm phân ly nhĩ thất. Những bệnh lý làm cho tiếng T1 nghe thấy rất nhỏ hoặc thậm chí biến mất bao gồm các lá van không áp sát vào nhau trong thời kỳ tâm thu chẳng hạn như trào ngược van 2 lá, trào ngược van 3 lá, bệnh cơ tim giãn, khoảng PR kéo dài ví dụ như nhịp chậm xoang, lóc nhĩ thất độ 1, ngộ độc digitalis, giảm sức co bóp của tâm thất chẳng hạn như trong bệnh cơ tim, viêm cơ tim, phù niêm, nhồi máu cơ tim. Bây giờ anh sẽ cho các em nghe một tiếng tim, trong đó tiếng T1 êm dịu, nhỏ, tiếng T2 lớn. Một số trường hợp các em sẽ nghe thấy tiếng T1 tách đôi. Thông thường van 2 lá sẽ đóng trước van 3 lá một chút. Bây giờ anh sẽ cho các em nghe trường hợp một bệnh nhân có tiếng T1 tách đôi bình thường.